Cuối thời Đông Hán, khi anh hùng các nơi lũ lượt nổi lên, mưu sĩ bốn phương cùng lục tục rời núi. Gia Cát Lượng lại một mực ẩn cư tại Long Trung, không vội thi triển tài hoa. Dường như ông đang âm thầm đợi vị minh chủ của mình, đó là Lưu Bị. Giữa rất nhiều chư hầu, ông coi trọng Lưu Bị nhất. Vậy tại sao Lưu Bị lại lay động được ông, vì sao ông lại chọn Lưu Bị? Quý thính giả hãy cùng kênh Văn hóa Lịch sử Bình giải trong chuyên mục Bình Tam Quốc. Kính thưa quý thính giả, Gia Cát Lượng là thiếu niên anh tài, hơn nữa lại còn đẹp đẽ. Trong biểu dâng Gia Cát Lượng tập của Trần Thọ có viết, ông thời trẻ có tài hoa vượt trội, khí phách hào hùng, thân cao tám thước, dung mạo khôi vĩ, khác hẳn người thường. Thuở nhỏ mỏ côi cha mẹ, được chú là Gia Cát Huyền nuôi lớn thành người. Gia Cát Huyền vốn là thuộc hạ của Lưu Biểu, khi ông mất, Lượng về ở Long Trung vừa cày cấy vừa đọc sách. Theo xuất sư biểu của Gia Cát Lượng, ông viết, thần vốn là kẻ áo vải, cày cấy ở Nam Dương, chỉ lo giữ mạng giữa thời loạn, chẳng mong chư hầu biết tiếng. Trong đó, những câu như, lo giữ mạng, chẳng mong chư hầu biết tiếng, e rằng chỉ là câu sáo, còn cày cấy ở Nam Dương, có lẽ là thực. Chúng ta không nắm rõ được Gia Cát Lượng coi việc cày cấy là mưu sinh hay là thú vui giải trí tao nhã. Nhưng chắc chắn rằng, ông là người làm việc đâu ra đấy. Gia Cát Lượng là một người cẩn thận từng ly, từng tí. Tới tận khi làm thừa tướng, ông vẫn tự làm mọi việc tự thân tự lực, có lẽ đó chính là thói quen rèn được khi còn cày cấy ở Nam Dương. Tuy vậy, theo ngụy lược do Bùi Tùng Chi chú dẫn trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng lại là người đọc sách rất qua quýt. Ông chỉ đọc lướt qua, nắm ý chính, chứ không tầm trương trích cú như các nho sĩ khác. Điều đó cho thấy Gia Cát Lượng là người phóng khoáng, giỏi nắm bắt điểm chính, tinh túy trong sách. Gia Cát Lượng vừa có chí hướng, vừa có tài năng, lại có điều kiện. Thường tự ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị, ấy là minh chứng cho việc có chí hướng sau này. Về phần điều kiện, Gia Cát Lượng cũng là người sinh ra trong gia đình có gia thế, gia tộc Gia Cát cũng là một gia tộc bề thế, có người làm quan to, đức cao, vọng trọng, dưới tam công trên cửu khanh thời Đông Hán. Gia Cát Huyền người nuôi dưỡng Gia Cát Lượng cũng làm quan tới chức thái thú. Mẹ vợ Gia Cát Lượng thì lại có mối quan hệ ruột thịt với vợ hai của Lưu Biểu, gia tộc Sái Thị cũng là một gia tộc có quyền lực tại Kinh Tương. Cuộc hôn nhân của Gia Cát Lượng với con gái của Hoàng Thừa Ngạn cũng là một giai thoại. Chúng ta sẽ không bàn ở đây. Nhưng việc chọn vợ của Gia Cát Lượng cho thấy Lượng là người chú trọng đức hạnh và tài năng chứ không đặt nặng sắc, ấy là có đức độ. Với việc có tài năng, có gia thế, có mối quan hệ gần với Lưu Biểu người đang làm bá chủ ở Kinh Tương thì còn đường công danh của Gia Cát Lượng là rất thuận lợi. Những bậc nhân sĩ phía Nam thời bấy giờ, tất thảy đều tán thưởng Gia Cát Lượng. Ví như Lưu Bị biết đến Gia Cát Lượng cũng là do Từ Thứ tiến cử, sau rồi đến Tư Mã Huy. Tư Mã Huy gọi Gia Cát Lượng là Ngọa Long. Điều đó đủ thấy, tuy Gia Cát Lượng ẩn mình ở Long Trung nhưng danh tiếng đã vang xa. Tại sao Gia Cát Lượng có tài năng, có mối quan hệ nhưng ông nhất quyết ẩn mình tại Long Trung không tham gia chính trường sớm? Ấy là vì chí hướng của Gia Cát Lượng không phải tầm thường. Trong ngụy lược chép, Gia Cát Lượng từng nói với ba người bạn của mình là Quảng Nguyên, Nguyên Trực, Công Uy rằng, các ông làm quan cùng lắm tới thứ sử, quận thú thôi. Bạn vặn lại, còn Túc Hạ thì sao? Ông chỉ cười không đáp. Thực ra câu trả lời đã có từ lâu, ông thường ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị. Là những bậc tể tướng nổi danh khi xưa. Lý tưởng của Gia Cát Lượng là phò trợ người hiền, dẹp yên bốn bể, bình định thiên hạ đóng đô Trung Nguyên. Rõ ràng, điều này cũng giống như quân sư Quách Gia của Tào Tháo nói, chọn cho mình một ông chủ tốt, song Gia Cát Lượng lại có nhiều lựa chọn. Ví như Lưu Biểu ngay gần kề lại có quan hệ họ hàng, thân thích. Tào Tháo, Tôn Quyền cũng đang chiêu nạp hiền tài. Nhưng Gia Cát Lượng dường như lại không có hứng thú với họ, ấy là vì sao? Nguyên nhân cũng hết sức đơn giản, Lưu Biểu thì không nuôi chí lớn, chỉ muốn quanh quẩn an hưởng ở Kinh Tương. Tôn Quyền thì không gian chật hẹp, Tào Tháo thì quá mạnh. Điều này được thể hiện qua việc Kinh Tương, kẻ sĩ trong thiên hạ đến lánh nạn rất đông, song Lưu Biểu chẳng dùng được ai cả, vậy làm sao dùng được Ngọa Long? Còn với Tào Tháo, Gia Cát Lượng từng nói, Trung Nguyên bao nhiêu sĩ đại phu, Ngao Du Hà tất cứ phải cố hương. Có người nói do lập trường chính trị của Tào Tháo trái ngược với Gia Cát Lượng, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, Tào Tháo đã có nhiều thân tín tài giỏi, Gia Cát Lượng nếu về với Tào Tháo sẽ không thi triển hết được tài năng. Với Tôn Quyền, Gia Cát Lượng từng trả lời với Trương Chiêu mưu sĩ hàng đầu của Tôn Quyền. Tôn tướng quân có thể coi là chúa tốt nhưng xem chừng người ấy chỉ mến Lượng chứ không dùng hết được tài của Lượng nên Lượng không ở lại. Với việc không tận dụng mối quan hệ để tiến thân dưới trướng Lưu Biểu và không theo Tôn Quyền, Tào Tháo có thể thấy Gia Cát Lượng rất kén chọn chúa để thờ. Người đó phải đảm bảo cho Gia Cát Lượng thực hiện được hoài bão chính trị và lý tưởng của mình ở mức cao nhất. Vậy hoài bão chính trị và lý tưởng cuộc sống của Gia Cát Lượng là gì?
Từ cách nói, Lượng thường ví mình như Quản Trọng, Nhạc Nghị và đối sách Long Trung sau này, có thể thấy đó là dẹp yên bốn bể, thống nhất chín châu, từ đó xây dựng sự nghiệp vĩ đại chưa từng có, lập nên công trạng vô tiền khoáng hậu. Sự nghiệp và công trạng đó có thể là bá nghiệp như Tề Hoàn Công, cũng có thể là đế nghiệp như Hán Quang Vũ, nhưng ắt phải là sự nghiệp ngang trời dọc đất. Nói như Trần Thọ, tiến phải hổ rình rồng ngắm, bao trùm bốn bể, thủ cũng phải mở rộng biên cương, oai trấn trong nước. Câu này nói về tâm nguyện của Gia Cát Lượng sau khi Lưu Bị qua đời. Tóm lại, ông muốn trở thành khai quốc công thần, thực sự mở ra một chính quyền mới, quốc gia mới, vương triều mới. Người chủ mà Lượng lựa chọn, ắt cũng phải là người có thể giúp ông thực hiện được hoài bão, lý tưởng này. Nói như vậy, tiêu chuẩn lựa chọn của Gia Cát Lượng đã rõ như ban ngày. Thứ nhất, người ấy phải có khả năng xây dựng một chính quyền mới, quốc gia mới, vương triều mới. Người ấy phải có nguyện vọng ấy, đồng thời cũng phải có điều kiện thực hiện. Thứ hai, chí hướng và điều kiện của người ấy còn phải chưa rõ, chưa tỏ, vẫn đang ở trạng thái tiềm tàng. Chí hướng chẳng những ít người biết, thậm chí bản thân người đó cũng chưa rõ ràng, điều kiện cũng chưa chín muồi, thậm chí còn khuyết thiếu. Chính vì chưa rõ ràng, còn thiếu khuyết mới cần một Gia Cát Lượng. Cũng nhờ sự chưa rõ ràng, còn khuyết thiếu nên khi Gia Cát Lượng ra tay, mới đảm bảo có thể trở thành đại thần dựng nghiệp tỏ rõ tài năng. Rõ ràng chỉ có Lưu Bị mới phù hợp với những điều kiện đó. Thứ nhất, Lưu Bị thuộc dòng dõi đế vương. Ông ta là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, con trai Hán Cảnh Đế. Theo gia phả Hán Thất luận về vai vế, ông ta là chú của đương kim hoàng thượng đương thời. Tuy thân thế sa sút, bản thân thuở thiếu thời còn phải đi bán giày, dệt chiếu, nhưng Lưu Bị có lợi thế chính trị vì dòng dõi Hán Thất. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị mình cao 7 thước 5 tấc, hai tay dài chấm vai, tay dài quá gối, có thể nói tướng mạo phi phàm. Thứ hai, Lưu Bị có chí hướng đế vương. Theo Tam Quốc Chí, lúc còn nhỏ Lưu Bị từng nói, sau này ta nhất định sẽ ngồi xe của thiên tử. Dĩ nhiên, điểm này có thể các sử gia đương thời thêm thắt để thể hiện người này có chân mệnh thiên tử. Nhưng tên hai người con của Lưu Bị mà ông đặt đã thể hiện hoài bão chí hướng của ông. Một là Lưu Phong, hai là Lưu Thiện, hợp lại là Phong Thiện. Phong Thiện là đại điển tế trời đất của bậc quân vương Đức Độ. Lên núi Thái Sơn dựng đàn tế trời gọi là Phong, ở dưới núi dọn nền tế đất gọi là Thiện. Thử hỏi nếu Lưu Bị không có chí đế vương thì làm sao lại đặt tên con là vậy? Thứ ba, Lưu Bị có thuật đế vương. Theo Tam Quốc Chí, Lưu Bị không thích đọc sách, chỉ ưa chó ngựa, âm nhạc, quần áo đẹp, thích kéo bè gọi bạn hành hiệp trượng nghĩa, tính tình và tác phong giống với Hán cao tổ Lưu Bang. Trần Thọ viết tiên chủ kiên định rộng lượng, biết người đãi sĩ, rất có phong thái của cao tổ, phẩm chất anh hùng. Có điều Lưu Bang hay mắng mỏ người khác, Lưu Bị thì ngược lại, chẳng mắng mỏ ai bao giờ. Không những không mắng, mà còn rất kiệm lời, hay khiêm hạ, mừng giận không lộ ra mặt. Vì vậy Lưu Bị rất được lòng người. Có chuyện kể rằng, lúc Lưu Bị làm Bình Nguyên tướng, có kẻ trong quận không ưa, phái thích khách đến định giết Bị, nhưng khi thích khách đến Lưu Bị tiếp đãi tử tế, thích khách cảm động không xuống tay còn kể lại cho Lưu Bị. Theo Ngụy Thư, Lưu Bị ngoài dẹp giặc giã, trong ban hiền tài, từ kẻ sĩ tới thuộc hạ đều ngồi cùng chiếu, ăn cùng âu, không có gì phân biệt, vì vậy nhiều người quy phục. Lòng người là một khoản vốn liếng vô hình khổng lồ. Thứ tư, Lưu Bị có phúc đế vương. Trong số ba thế lực lớn thời Tam Quốc, ông ta và Tôn Quyền đều có thể coi là người có phúc. Tôn Quyền là tốt phúc nhất, có sẵn cơ nghiệp cùng bề tôi hùng hậu. Còn với Lưu Bị, phúc lớn của ông là mỗi lúc quan trọng đều có cao nhân giúp đỡ, gặp khi nguy cấp luôn có thể chuyển nguy thành an. Lúc Lưu Bị vừa dựng nghiệp đã có được Quan Vũ, Trương Phi. Kẻ trung thành đã khó kiếm, còn vừa giỏi vừa trung thành lại càng khó kiếm, vậy mà Lưu Bị đã có được cả hai người. Đó là phúc lớn đầu tiên của Lưu Bị. Về sau, nhờ phúc đức mà Lưu Bị không mất công sức cũng có được Từ Châu do Đào Khiêm nhượng lại, dù ông giữ Từ Châu không được lâu. Tuy vậy, con đường xây dựng sự nghiệp của Lưu Bị cũng khá là gian khó, trắc trở. Có được Từ Châu thì bị Lã Bố đoạt mất, chạy sang nương nhờ Viên Thiệu thì Thiệu đại bại ở Quan Độ trước Tào Tháo. Sang Kinh Tương nương nhờ Lưu Biểu thì bị nghi ngờ. Theo tiên chủ truyện, có đoạn Lưu Bị đi nhà xí thấy thịt bắp vế mập ra, chợt rơi nước mắt. Lưu Biểu lấy làm lạ hỏi làm sao? Bị đáp tháng năm thấm thoát, tuổi già sắp đến mà sự nghiệp chưa thấy đâu, trông đó mà buồn. Đây là lời thực lòng của Lưu Bị. Thời đó, ngoài 40 vẫn chưa thành được sự nghiệp thì quả thực là ngày tháng không còn dài, hy vọng mờ mịt. Lưu Bị dù có kiên trì bền bỉ tới đâu, chỉ e là cũng sắp không duy trì tiếp được nữa. Nhưng trời xanh, thiên thượng đã an bài kẻ có lòng, Lưu Bị cuối cùng đã đợi được tới ngày đổi vận. Năm Kiến An thứ 12, Gia Cát Lượng xuất hiện, sự xuất hiện của ông ta mang ý nghĩa trọng đại. Lưu Bị có chí, có phúc đế vương nhưng chưa thành đại nghiệp, sở dĩ là vì không có đất dụng võ, chưa có hướng đi rõ ràng.
Gia Cát Lượng xuất hiện giúp Lưu Bị giải quyết hai vấn đề, một là đất dụng võ, hai là đường lối chính trị để thành đại nghiệp thông qua đối sách Long Trung, kế chia ba thiên hạ. Kênh Văn hóa Lịch sử Luận bàn. Lưu Bị và Gia Cát Lượng quả thật là quân thần tương ngộ. Cả hai đều cần tới nhau, cùng tìm kiếm nhau. Lưu Bị như một vị chủ tịch công ty khởi nghiệp cực kỳ triển vọng, tiếc rằng thiếu một vị CEO tài giỏi, không xác định được sản phẩm chủ đạo và đường lối tiếp thị cho riêng mình, nên việc kinh doanh lẹt đẹt, không phất lên được. Gia Cát Lượng như một vị tổng giám đốc siêu hạng, có thể khiến công ty vượt khó, kinh doanh phát đạt nhưng lại không có công ty riêng, không muốn làm ông chủ.